Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Topka U hiện đang được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch Ukraine tổ hợp tên lửa Topka. U là biến thể nâng cấp của Topka được phát triển từ năm 1968 nhằm thay thế đạn rocket chiến trường FZUG-7B. Tổ hợp tên lửa Topka chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1976 và biến thể Topka U là từ năm 1989. Loại tên lửa này được trang bị chủ yếu trong các nước thuộc Liên Xô cũ và vài nước Đông Âu. Trong đó, Ukraine sở hữu số lượng bệ phóng Topka lớn thứ hai, 90 bệ sau Nga, 220 bệ. Tổ hợp tên lửa chiến thuật Topka U dùng để tiêu diệt các mục tiêu có kích cỡ nhỏ, các phương tiện mặt đất của các tổ hợp trinh sát, tấn công, các trạm điều khiển, sân bay, các nguồn dự trữ, kho đạn, nhiên liệu. Trong chiều sâu phòng thủ của địch, tổ hợp Topka có cự ly bắn từ 15 đến 70 km và độ lệch góc trung bình là 250 m. Topka U có cự ly bắn xa hơn Topka và khả năng tiêu diệt mục tiêu cũng chính xác hơn thế hệ trước. Tổ hợp có thể được biên chế trong thành phần của sư đoàn bộ binh cơ giới, tăng, các lữ đoàn riêng lẻ, 2 đến 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 đến 3 bệ phóng. Phiên bản Topka U có tầm bắn tối đa 120 km, quả đạn dài 6,4 m, nặng 2 tấn và đạt tốc độ tối đa 6.500 km/h, gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Topka U thường được trang bị đầu đạn nổ mạnh, nhưng cũng có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân, sinh học và hóa học. Là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật được thiết kế để triển khai trong đội hình lục quân, Topka U có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào sở chỉ huy, kho tàng, sân bay và nơi tập trung binh lính của đối phương. Tên lửa này được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường quán tính, trong khi phiên bản Topka P lắp đầu dò thụ động để diệt các đài radar của đối phương.